thêm một công trình thực tế về nhà ở lắp ghép panel cho những ai còn đang hoài nghi về tính khả dụng của nhà lắp ghép trong việc xây dựng nhà ở dân dụng. Ngôi nhà lắp ghép panel vô cùng kiên cố, xây dựng làm nhà ở cho một gia đình lớn, nhiều thế hệ được thi công và hoàn thiện bởi SY House. Nhà đã đưa vào sử dụng với sự hân hoan, vui mừng của cả gia đình, trang bị đầy đủ tiện nghi, các phòng rộng rãi, không hề thua kém nhà xây bằng bê tông. Nhà là nơi để về, nơi mà con người cảm thấy an yên, hạnh phúc bên những người thân yêu. Bạn cũng muốn một ngôi nhà như thế này chứ?